phim truyền hình hiện đại Hoa ngữ tháng 11 khi Mỹ Nhân cùng tái xuất. Thứ nhất, tiếng chuông ngoài bãi. Tiếng chuông ngoài bãi, ngoài cái tên Ngô Cẩn Ngôn hiện đang được chú ý ra thì còn lại đều là diễn viên không có nhiều danh tiếng, nhưng đảm bảo về mặt thực lực, đặc biệt là nam chính Du Hạo Minh đã được khán giả công nhận qua thành công của Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn, phim được thực hiện bởi đạo diễn Quản Hồ nhằm kỷ niệm 40 năm cải cách của Trung Quốc. Tiếng chuông ngoài bãi lấy bối cảnh thời dân quốc, nói về hai anh em Đỗ Tâm Sinh và Đỗ Tâm Mỹ trải qua nhiều biến cố của thời cuộc. Trong đó, nhân vật Đỗ Tâm Mỹ của Ngô Cẩn Ngôn sẽ phải trải qua nhiều thăng trầm như chưa kết hôn đã có thai giữa thời đại còn nặng tư tưởng phong kiến. Trong khi đó, người cô yêu thương lại bị giết hại, sau cùng vì sinh khó mà mất đi. Đỗ Tâm Sinh sau đó trở thành cha nuôi của con gái Đỗ Tâm Mỹ, tự trách bản thân không thể chăm sóc tốt cho em gái cả đời. Thứ hai, Lâu Đài Vàng của Tiểu Yêu. Lâu Đài Vàng của Tiểu Yêu là bộ phim chiếu mạng được cải biên từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Nhiều Tuyết Mạn. Nội dung phim nói về ba nàng yêu tinh Thất Thất, Bạo Lam và Ưu Nặc trải qua tình cảm thanh xuân học đường nhiều thử thách. Trong đó, nữ chính Thất Thất tính tình cô độc, ẩn giấu tính cách quật cường, không dám tin tưởng tình cảm của bất kỳ ai cho đến khi cô gặp được Lâm Nam Nhất. Là tay chơi guitar kiêm hát chính cho ban nhạc, cả hai dần nảy sinh tình cảm và sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của đối phương. Thứ ba, Thời gian tươi đẹp của anh và em. Thời gian tươi đẹp của anh và em được cải biên từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Đinh Mặc. Nội dung phim chủ yếu nói về câu chuyện tình yêu giữa Lâm Thiển và Lệ Chí Thành, giữa chốn thương trường đầy cạm bẫy, khó khăn, thử thách, những người trẻ tuổi mới bước đầu gây dựng sự nghiệp. Cụ thể, nam chính Lệ Chí Thành vốn là một quân nhân, vì công ty gia đình gặp khó khăn mà phải giải ngũ trở về gánh vác. Chính lúc này, anh gặp được Lâm Thiển vừa mới ra trường, đang trên con đường thực hiện ước mơ trở thành nhà thiết kế, tạo nên thương hiệu hàng đầu của riêng mình. Lâm Thiển trong quá trình làm trợ lý của Lệ Chí Thành đã giúp đỡ anh rất nhiều để củng cố lòng tin của mọi người với năng lực của anh. Lệ Chí Thành dần dần kéo công ty của gia đình mình vực dậy. Trong quá trình đó, Lâm Thiển và Lệ Chí Thành cũng dần nảy sinh tình cảm. Cả hai cùng nhau đối mặt với hàng loạt âm mưu thâu tóm từ đối thủ, vượt qua thử thách sinh tử để có thể ở bên nhau, cùng nhau đưa công ty bước lên tầm cao mới. Thứ tư, Hóa ra anh vẫn ở đây. Hóa ra anh vẫn ở đây được cải biên từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tân Di Ổ. Chuyện phim kể về mối tình giữa Tô Vận Cẩm và Trình Tranh bắt đầu từ lớp 12 đến khi trưởng thành. Trong quá trình đó, vì sự khác biệt về gia cảnh, tính cách mà họ nhiều lần chia ly rồi lại tái hợp. Cụ thể, câu chuyện bắt đầu khi Tô Vận Cẩm và Trình Tranh còn học chung lớp cấp 3. Trình Tranh luôn đối với Tô Vận Cẩm có ấn tượng tốt nhưng không biết cách làm thế nào để tiếp cận cô, bởi lẽ tính cách cô nàng lặng lẽ, kiệm lời lại xa cách người khác. Vì lẽ đó mà tạo nên nhiều tình huống giờ khóc giờ cười. Tô Vận Cẩm thời niên thiếu sẽ do nữ diễn viên trẻ Lý Lan Địch thủ vai. Cô nàng Tô Vận Cẩm tuy trong lòng đã cảm động trước tình cảm của Trình Tranh dành cho mình, nhưng vì hoàn cảnh và tính cách quá khác biệt của cả hai mà luôn né tránh. Thế nhưng đến khi bước vào đại học, Trình Tranh vẫn không ngừng theo đuổi cô, anh chàng còn vì cô mà chuyển trường, đã làm thay đổi Tô Vận Cẩm. Tuy nhiên cả hai sau khi tốt nghiệp, cuốn vào vòng xoáy của đường đời, Tô Vận Cẩm bận rộn làm việc không có thời gian ở bên cạnh Trình Tranh, khiến khoảng cách giữa họ ngày càng xa, dẫn đến hiểu lầm mâu thuẫn không ngừng. Cuối cùng Tô Vận Cẩm quyết định buông tay. Thế nhưng nhiều năm sau đó, Tô Vận Cẩm nhận ra bản thân vẫn luôn yêu ra giết Trình Tranh, liền quay về tìm anh, tìm về tình yêu của hai người mới phát hiện anh vẫn luôn ở đó chờ cô. Hai người cuối cùng sau bao nhiêu khó khăn, sau xa cách trở về bên nhau, tạo nên mối tình khắc cốt ghi tâm mà khán giả chắc chắn khó lòng quên được. Thứ năm, Hỏa Vương Chi Thiên Lý Đồng Phong. Hỏa Vương Chi Thiên Lý Đồng Phong sẽ tiếp tục diễn biến của Hỏa Vương Chi Phá Hiểu Chi Chiến, cũng cải biên từ truyện hoạt hình ăn khách Hỏa Vương. Trong phần Thiên Lý Đồng Phong, các nhân vật được biến hóa một cách kỳ diệu, đi đến thời hiện đại với những tạo hình cực ngầu. Phần này vẫn có nhiều diễn viên của Hỏa Vương Chi Phá Hiểu Chi Chiến, nội dung chủ yếu xoay quanh cuộc sống và mối tình của hai nhân vật chính. Tuy nhiên lúc này Trọng Thiên Luân Hồi trở thành bá đạo tổng tài Lâm Diệp, luôn tìm cách trở về thần vực. Cảnh Điềm sẽ vào vai cô nàng phóng viên Đồng Phong, tạo thành cặp oan gia cùng nhau chinh phục tầng tầng lớp lớp khó khăn. Mọi người cùng trải qua muôn vàn thử thách tình bạn, tình thân, tình yêu, cuối cùng là một cái kết tốt đẹp cho cả tinh vực giới và mối tình của anh đều được đền đáp. Thứ 6, 24 năm của chúng ta.
24 năm của chúng ta là câu chuyện nói về ngành truyền hình, nằm trong khuôn khổ các bộ phim kỷ niệm 40 cải cách của Trung Quốc. Phim nói về nam chính Phùng Đô vì muốn chứng minh bản thân với bạn gái mà dùng các linh kiện bỏ đi lắp ráp thành một cái tivi. Lợi dụng thời kỳ đầu cải cách, anh bắt kịp thời cơ kinh doanh tivi kiếm được thùng vàng đầu tiên cho mình. Sau đó tivi được sử dụng phổ biến, Phùng Đô thành lập công ty ảnh thị, trở thành nhà chế tác ưu tú. Từ lúc đó, sự nghiệp của Phùng Đô không ngừng phát triển, nhưng cũng là lúc anh chàng bắt đầu hoang mang về con đường mà anh muốn theo đuổi, rốt cuộc trả cái giá nặng nề. Vào lúc đã trưởng thành, anh bắt đầu tìm về điểm sơ khai sự nghiệp của mình, phát hiện bản thân đã bỏ qua những gì mà thay đổi nhân sinh quan, tìm lại mục đích sống thật sự của mình. Thứ 7. Sổ tay bảo mẫu của tôi. Sổ tay bảo mẫu của tôi là bộ phim thuộc thể loại phim thần tượng do chính Trịnh Sảng viết kịch bản kiêm chỉ đạo nghệ thuật và đảm nhận vai nữ chính. Phim nói về chuyện tình giữa cô người máy AI có trí tuệ siêu việt tên là Sari cùng với đại minh tinh kiêu ngạo lạnh lùng Tô Đạt Hạo. Câu chuyện bắt đầu khi Sari trở thành giúp việc của đại minh tinh Tô Đạt Hạo, dần tiếp xúc với giới giải trí. Tô Đạt Hạo luôn tìm đủ mọi cách làm khó Sari, nhưng mỗi lần đều bị cô nàng phản đòn. Trong quá trình đó, Sari cũng giúp Tô Đạt Hạo giải quyết nhiều tình huống khó khăn, dần dần cả hai nảy sinh tình cảm với nhau. Trải qua nhiều thử thách, Tô Đạt Hạo lựa chọn ra nước ngoài du học. Không lâu lại phát hiện cha mình cùng Lam Gia có thù không đội trời chung, trước khi cha anh mất quyết định nói cho anh biết tất cả. Tô Đạt Hạo lại phải tiếp tục cuộc đời nghệ sĩ của mình, nhưng lúc này anh quyết lột xác từ ngôi sao thần tượng trở thành nghệ sĩ thực lực, bước một bước đi mới. Sau khi vượt qua hết mọi thử thách, có được thành công cho mình, thì Tô Đạt Hạo lại phát hiện Sari lại không phải một con người bình thường.